các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách nhân giống lan giả hạt. Muốn nhân giống lan giả hạt, các bạn tưới cho thân ướt đẫm. Sau 30 phút, chỉ cần cắt thân cây già thành từng đoạn dài từ 15 đến 20 cm, dùng vôi tôi để bôi hai đầu để tránh nhiễm bệnh. Bôi chất kích thích mầm lên các đốt muốn mọc cây non, nên nhớ những đốt vừa ra hoa sẽ không mọc cây non. Đặt lên khay có rong rêu hoặc mùn cây ẩm ướt. Vài tháng sau, cây con sẽ mọc ra từ các đốt. Khi cây non cao chừng 4 đến 5 cm hay rễ dài khoảng 3 đến 4 cm, đem trồng trong chậu hay trên vỏ cây. Lan cần nhiều ánh sáng, nhưng nếu trồng ở ngoài nắng thì cần phải có lưới che. Nhiệt độ từ 15 độ C vào ban đêm và 35 độ C vào ban ngày. Khi cây non mọc mạnh, tưới thật nhiều nước và bón phân 20-20 với dung lượng 1 thìa cà phê gạt trong 4 lít nước. Và bón mỗi tuần một lần, độ ẩm lý tưởng là 60-70%. Chúc các bạn thành công!